Hôm nay chúng ta sẽ học tiếng Anh lớp 5 unit số 1 nha các con. Tiêu đề bài là on, about, me, nghĩa là tất cả ha. On là tất cả, about là về và me là tôi ha. Tất cả về mình. Rồi, mình sẽ học cái cấu trúc như thế nào đây. Thì ở đây cô đã đánh sẵn cái nội dung của cái phần 1 rồi ha. Thì cô sẽ dịch trước cho các con trước khi mình nghe nhé. Can you là bạn có thể không? Rồi, bạn có thể gì đó không? Tell là nói ha, nói cho tôi là tell me. Rồi, about là về ha. Your có nghĩa là của bạn ha, giống như your name là tên của bạn. Còn yourself là bản thân của bạn ha. Về bản thân của bạn không ha. Rồi, can you có nghĩa là bạn có thể làm gì đó không? Tell me là nói cho tôi. About là về. Rồi, can you tell me about yourself? Rồi, bạn có thể nói cho tôi về bản thân của bạn không? Rồi, ở đây cách đọc thì các con sẽ nhớ một số những cái âm cuối, ví dụ như âm t hoặc âm f này. Đó, about yourself. Đó. Đây là cái cấu trúc chính mình học ngày hôm nay nhé. Rồi cái phần số 1 là look, listen and repeat. Đây phần số 1. Rồi mình sẽ dịch cái bài này ra nhé các con. Hello có nghĩa là xin chào hoặc là chào ha. Rồi I có nghĩa là tôi, còn cái chữ am này có nghĩa là thì hoặc là nhé. Tớ đi cho nó hay. Tớ là ha, tớ là Ben. Ben chứ. Rồi đây là cái chữ là. Hello I'm Ben có nghĩa là xin chào, tớ là Ben. Rồi nice là rất là vui ha, rất là tuyệt ha. Vui khi gặp bạn ha, rất vui khi gặp bạn. Trời ơi tôi đánh chữ kiểu gì đây. Rồi cái chữ meet là gặp ha. Có hai chữ e này giống như hai con mắt là mình gặp một ai đó này. Rồi cách phát âm ấy thì con nhớ âm cuối cái chữ cờ e này mình đọc là chữ âm sờ nha các con. Và chữ meet có âm thờ này. Rồi mình sẽ đọc là nice to meet you. Rồi rất vui khi gặp bạn ha. Nice to meet you. Rồi câu tiếp theo, hello Ben là chào Ben. Xin chào đi. Tớ là Lan. Rồi cái chữ am này có hai nghĩa là thì hoặc là nha. Tớ là Lan. Rồi nice to meet you cũng là rất vui khi gặp bạn, nhưng mà có thêm chữ to nữa con ạ. À, chữ to có nghĩa là cũng ha. Cũng rất vui khi gặp bạn ha. To có nghĩa là cũng nè các con. Rồi nice to meet you too. Rồi sau đó đến cái câu khen, câu chính của mình học ngày hôm nay đây các con ạ. Đây, can you có nghĩa là bạn có thể không. Rồi tell me là nói cho tôi ha, nói cho tôi nghe ha. About là về. Rồi con nhớ những cái chữ about này là chữ o lúc nào cũng đứng trước chữ u nhé. Và giống như chữ o tiếng Anh đa phần chữ o nó sẽ đứng trước chữ u con ạ. Đấy, chữ do, chữ o cũng đứng trước chữ u nè. Cho nên cô thấy nhiều bạn viết mà sai chính tả cái lỗi là cái chữ u hay đứng trước chữ o là không có đúng nha. Mình sẽ chữ about này nó hơi khó một chút thì mình nhớ o đứng trước u. Rồi về ha, yourself là bản thân bạn. Không. Rồi can you là bạn có thể không? Bạn có thể làm gì đó không? Tell me là nói cho tôi. About là về ha. Rồi, can you tell me about yourself, Lan? Rồi, sau đó bạn Lan sẽ nói gì đây? Wow, well có nghĩa là chà ha. Chà hoặc là ồ hay một cái từ cảm thán nào đó ha. I'm in class 5C có nghĩa là tớ ha. Rồi, cái chữ am này có nghĩa là thì hoặc là nha các con. Đây, cái chữ am này. Như vậy ở đây mình thấy nó nói về vị trí cho nên mình dịch là thì ha. Khi nào nó là danh từ thì mình mới dịch là.
Tớ thì in là ở trong. Love 5C. Rồi thì đây. Tớ thì ở trong lớp 5C. Well, I'm in class 5C. Rồi chữ class, các con nhớ có âm S ở cuối nhé. Class. Rồi I live thì cái câu này, đây là động từ này. Một cái cấu trúc câu cơ bản là chủ từ I, động từ là live, I là tôi. Rồi sống ha, in là ở trong, miền quê. Rồi tôi sống, đấy chủ từ này các con. Rồi đến động từ. Rồi những cái thành phần phía sau. Rồi chữ miền quê là countryside. Rồi mình viết là, đây cũng chữ O đứng trước chữ U này các con thấy không? Lúc nào tiếng Anh cũng như vậy hết, đa phần nhé, là O đứng trước U. Rồi chữ countryside mình viết là co nè, U nè, tree y dài, si đe. Đó, chữ này rất là khó nha. 1, 2, 3. Đầu chữ này là mấy chữ? 11 từ, 11 chữ cái lận. Co, un, tri, si, de. Và chữ tri này là y dài ha. Co, un, tri, si, de. Countryside. Đó, đằng tận cùng của nó là âm d, nhớ bật ra nha các con. Countryside. 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 Rồi tiếp theo, I'm in class 5B, có nghĩa là tớ thì ở trong lớp 5B ha. Đây. Đó, chữ này có nghĩa là thì đây này các con ạ. Thì hoặc là tớ thì ở trong lớp 5B. Là cái chữ class, cũng như khi đọc nhớ có S cho cô nha. Rồi I live in the city ha. I live có nghĩa là tôi sống ha, động từ live và chủ từ I. Đó. Ở trong city là thành phố nha. Rồi, cái chữ cờ trong tiếng Anh nó có hai cách đọc. Một là đọc là k, âm k đó con, âm k. Rồi, hai là mình đọc là âm s. Thì ở đây nó đọc là âm s này các con. S rồi thêm y đọc là c, s e c. Con thấy không? Đấy, và mình đánh dấu nhấn ở số 1 là city. Đó, city. Rồi I live in the city. Và nhớ những cái miền quê hay là thành phố hay miền núi thì mình nhớ có cái chữ đờ phía trước nha các con. Tôi sống ở trong thành phố. Đấy các con thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ nghe nha các con. Mình sẽ nghe xem là người ta đọc như thế nào. Mình nghe nhiều cho nó quen con ạ. Rồi phần 1 rồi, cô sẽ mở cho các con nghe nhé. Hello, I'm Ben. Nice to meet you. Hello, Ben. I'm Lan. Nice to meet you too. B. Can you tell me about yourself, Lan? Well, I'm in class 5C. I live in the countryside. I'm in class 5B. I live in the city. Rồi, như vậy đây là cái bài của chúng ta ha. Đó, thì các con có thể xem lại ha. Rồi, mà mình nghe thêm một lần nữa nha các con. Hello, I'm Ben. Nice to meet you. Rồi, đến lượt bạn này. Bạn Lan nói gì đây? Hello, Ben. I'm Lan. Nice to meet you too. Rồi tiếp theo, bạn Ben sẽ nói gì đây? Can you tell me about yourself, Lan? Rồi, bạn Lan sẽ nói. Well, I'm in class 5C. I live in the countryside. Rồi tiếp theo. I'm in class 5B. I live in the city. Rồi, như vậy là cái phần 1 mình đã học xong rồi nha các con. Rồi, bây giờ mình sẽ sang phần 2.
Rồi cái phần 2 này chúng ta sẽ listen là nghe ha. Point là chỉ vào ha, and say, chỉ vào và nói ha. Rồi ở hình A. Class 5A. Class 5A có nghĩa là lớp 5A ha. Đấy thì cái cấu trúc của mình vẫn là can you tell me something about yourself ha. Bạn có thể nói cho tôi nghe về bản thân bạn không ha? Rồi như vậy bạn A này sẽ nói như thế nào đây? Sẽ dùng cấu trúc tớ ở trong lớp bao nhiêu ha? I'm in class. Nhớ chữ class viết hoa nha con. 5A. Rồi, tớ thì ở trong lớp 5A ha. 5A. Rồi bạn B này sẽ nói sao đây? Class 5B. Class 5B. Như vậy bạn ấy sẽ nói tớ ở trong lớp 5B. Rồi con đọc nè. I'm in class 5A. I'm in class 5B. Rồi ở hình C này thì bạn ấy nói gì đây? City. 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 City là thành phố. Như vậy tôi sống ở thành phố là I live, động từ live. In, thành phố thì có chữ the nhé. Đó, I live in the city. Rồi bạn D này sẽ nói như thế nào đây? Countryside. Countryside là miền quê ha. Như vậy bạn ấy sẽ nói tớ sống ở miền quê. Rồi chữ countryside cô chỉ cho cách viết nè. Co này, un này, tree này, si đe ha các con. Nhớ là co un nhé, chữ o đứng trước chữ u nhé. Đấy và động từ trong câu là động từ live. Rồi. Và trước các thành phố hay là miền quê thì mình thêm chữ the nhé. Rồi, I live in the countryside. 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 Đó, như vậy bài 2 mình sẽ áp dụng như vậy con ạ. Cứ một người hỏi là can you tell me something about yourself? Hoặc là can you tell me about yourself? Bạn có thể nói cho tôi nghe về bản thân bạn không? Thì người A sẽ nói là oh, I'm in class 5B, 5A. Rồi, bạn B sẽ nói I'm in class 5B. Rồi bạn C sẽ nói I live in the city. Còn bạn D sẽ nói I live in the countryside. Ha, như vậy ha các con. Phần số 3 là let's talk ha các con. Let's có nghĩa là chúng ta hãy, talk là nói ha, chúng ta hãy nói nào. Rồi bây giờ bạn này, hai bạn ha, bạn Hà sẽ hỏi bạn Phong về, bạn có thể giới thiệu, bạn có thể nói cho tôi nghe về bản thân bạn không? Và bạn Phong sẽ giới thiệu bản thân mình ha. Sau đó là đến lúc bạn Phong hỏi thì bạn Hà cũng sẽ giới thiệu về bản thân mình. Rồi bây giờ mình sẽ là cái người, bạn Hà sẽ hỏi trước nhé. Bạn Hà sẽ hỏi bạn Phong trước đi. Rồi ở đây mình sẽ ghi âm lại ha. Sau đó là mình sẽ nghe lại xem thế nào con ạ. Rồi trước tiên thì cô sẽ dịch nghĩa cho các con hiểu ha. Can you tell me something, can you tell me about yourself? Có nghĩa là bạn có thể nói cho tôi ha. Tell me là nói ha. Nói cho tôi about yourself, về bản thân bạn không? Và bạn Phong sẽ giới thiệu bản thân nè. My name's Phong, tên của mình là Phong. I'm in class 5D. Tôi thì ở trong lớp 5D. I live in the city là tôi sống ở trong thành phố ha. And my birthday is in March là cái ngày sinh nhật của mình á. Thì ha, chữ y này có nghĩa là thì vào tháng 3. Ha, rồi cô sẽ ghi âm thử nha. Can you tell me about yourself? My name's Phong. I'm in class 5D. I live in the city. My birthday is in March. Rồi bây giờ mình nghe lại ha các con. Can you tell me about yourself?
Rồi bạn sẽ nói nè. My name's Phong. Tên của mình là Phong. I'm in class 5D. Tớ ở trong lớp 5D. I live in the city. Tớ sống ở trong thành phố. My birthday is in March. Sinh nhật của tớ thì vào tháng 5. Rồi bây giờ đến lượt bạn Hà ha. Bạn Phong sẽ hỏi bạn Hà là như thế nào đây? Bạn có thể nói cho tôi nghe về bản thân bạn không? Và Hà cũng sẽ giới thiệu tên nè, ở lớp mấy nè, bạn ấy sống ở đâu ha, và sinh nhật của bạn ấy thì vào tháng mấy ha. September là tháng 9 ha. Rồi cô sẽ ghi âm, sau đó mình nghe lại xem thế nào nhé. Rồi, can you tell me about yourself? My name's Ha. I'm in class 4C. I live in the countryside. My birthday is in September. Rồi mình nghe lại ha các con. My name's Phong. Can you tell me about yourself? Rồi, bạn có thể nói cho tôi nghe về bản thân bạn hay không? My name's Ha. Tên của tớ là Hà. I'm in class 4C. Tớ ở trong lớp 4C. I live in the countryside. Tớ sống ở miền quê. My birthday is in September. Sinh nhật của tớ thì vào tháng 9. Đó, bài này sẽ như vậy các con ạ. Một bạn sẽ là bạn Phong và hỏi thì bạn Hà sẽ trả lời 4 câu. Và một bạn sẽ là bạn Hà hỏi thì bạn Phong cũng sẽ trả lời 4 câu ha các con. Rồi, bây giờ mình sẽ sang cái trang tiếp theo ha. Hồi nãy là trang 10, bây giờ sang trang 11, cũng là lesson 1, thì sẽ tới bài 4 nha các con. Bài 4 là listen ha, listen and tick. Rồi, các con nhớ cái chữ tick này là mình sẽ đánh dấu vào nhé, tick vào những cái ô này nhé, một trong ba ô, chứ không phải là mình đánh số đâu nhé. Khi nào đánh số là bài đánh số khác đó, chứ nhiều khi mình không biết cái đề nên mình sẽ làm sai. Và bây giờ mình sẽ nghe xem họ nói gì ha, sau đó cô sẽ dịch nghĩa ra rồi mình sẽ chọn cái hình đúng ha. Rồi, hình A này các con. One. Hi, I'm Peter. Rồi, cô nghe là Hi, I'm Peter. Rồi, xem bạn nói gì nữa nè. Hi, I'm Mai. Hi, I'm Mai. Rồi. Rồi, xem bạn nói gì nữa đây. Can you tell me about yourself? Rồi, đây là cái câu chính của mình ngày hôm nay đây. Can you tell me about yourself? Rồi, tiếp xem bạn giới thiệu cái gì nha. Và cái phần giới thiệu này chính là cái để mình chọn đây. Xem Peter này giới thiệu bản thân như thế nào đây. Well, I'm in grade 5. Well, I'm in grade 5. Ha, con nghe được không? Grade 5. I live in the countryside. Rồi, I live in the countryside. Countryside. Rồi. Rồi, hết rồi con ạ. Như vậy cô sẽ dịch nha. Rồi, Hi, I'm Peter có nghĩa là chào ha. Tớ là Peter. Rồi, Hi, I'm Mai có nghĩa là chào ha. Tớ là Mai. Rồi, con nhớ nha, cái chữ to be này nó có hai nghĩa thì và là nha. Mình nhớ để khi nào mình dịch bài ấy, mình thấy nó dễ hiểu hơn. Cái câu này nó không có động từ thường nên sẽ có cái động từ to be này con ạ. Rồi,
Can you tell me about yourself? Có nghĩa là bạn có thể nói cho tôi về bản thân của bạn không? Rồi well có nghĩa là chà ha. Chà hoặc là ồ ha, tùy một cái từ cảm thán. Tớ ha. Rồi cái này có nghĩa hai nghĩa là thì hoặc là ha. Thì đây nó có nghĩa là thì ha. Nói về vị trí thì có nghĩa là thì. Tớ thì, in là ở trong. Grade là khối nha, khối 5. Tức là tớ học ở tớ học khối 5 á. Rồi. Rồi live là động từ ha, động từ sống nè. Chủ từ là tôi, sống ha. Rồi in có nghĩa là ở trong. The countryside có nghĩa là miền quê ha. Rồi. Tôi sống ở trong miền quê á. Đó rồi, con thấy không? Như vậy mình sẽ thấy là có hai câu này sẽ giới thiệu về bạn ấy, tức là bạn ấy ở khối 5. Như vậy cái này bị loại rồi, cái này khối 4 không được ha. À cái chữ grade này các con nhớ ở đằng sau nó có âm đ. Grade. Rồi khối 5 thì cái này bị loại rồi. Ở đây hai này khối 5. Nhưng mà con nhìn đi, bạn ấy sống ở countryside. Ha, countryside là miền quê thì cái nhà này miền quê còn nhà này thành phố. Như vậy thì chọn cái nhà A này. Đó con hiểu không? Rồi tiếp sang cái số 2 ha. Số 2 xem các bạn giới thiệu bản thân như thế nào đây. Cái này nãy là cái số 1, bây giờ cái số 2 này. Cái số 2 mình sẽ bắt đầu nghe ha. 2. Hi, I'm Bill. Hi, I'm Bill. Rồi. Tiếp nè. Are you a new pupil? Are you a new pupil? Có phải bạn ha? Are you? Có phải bạn là ha? A new pupil. Pupil này là học sinh, mình viết là P-P-L ha. P-P-L. Pupil. Có phải bạn là một học sinh mới hay không ha? Rồi tiếp. Yes, I am. Yes, I am. Chữ I luôn luôn viết hoa nha, đằng sau dấu phẩy, đằng trước là dấu phẩy nhưng mà nó vẫn viết hoa. Tại vì chữ I này là bản thân mình con ạ, nó quan trọng ha. Và là cái chữ duy nhất mà nó luôn luôn viết hoa, một chữ rất là đặc biệt ha. Can you tell me about yourself? Rồi lại cái câu chính của mình là cái câu can you tell me about yourself? Rồi xem bạn ấy nói gì đây. I'm Wendy. I'm Wendy. Mình là Wendy, cái tên rất là hay ha các con. I'm Wendy. Rồi tiếp. I'm in grade 3. I'm in grade 3. Grade là khối grade ha. 3. Tớ thì ở trong khối 3. Rồi sao nữa đây? I live in the city. I live in the city. I là động từ live in the city. Hết rồi thì phải con ạ. Rồi cô sẽ dịch bài này cho các con nghe nha. Hi, I'm Bill có nghĩa là xin chào. Tớ là Bill ha. Chữ I'm này là thì hoặc là. Tớ là Bill. Rồi, are you có nghĩa là có phải bạn thì hoặc là ha. Khi chữ A đứng ở đầu thì mình dịch là có phải bạn. Ở đây mình thấy một cái danh từ ha, cho nên mình sẽ dịch là cái chữ A này mình sẽ dịch là ha. Có phải bạn là. Đấy. Rồi, a new pupil có nghĩa là một này. A là một rồi. New pupil là học sinh mới. Mình dịch từ sau đó trước. Pupil là học sinh, new là mới. New pupil là học sinh mới. Rồi thêm chữ không nữa. Rồi, are you có nghĩa có phải bạn là gì đó không? Rồi con thấy con dễ hiểu chưa? A new pupil có nghĩa là một học sinh mới. Rồi, are you a new pupil? Có phải bạn là một học sinh mới không? Ha, đây là cái câu hỏi. Khi nào mà chữ A đứng ở đầu thì mình dịch là có phải bạn ha. Are you có phải bạn là, có phải bạn thì. Rồi trả lời yes I am thì là phải. Tớ là vậy.
đúng rồi, hoặc là đúng ha, phải hoặc là đúng ha. Đúng, tớ là vậy, đúng, tớ là một học sinh mới đó. Rồi, can you tell me about yourself? Bạn có thể nói cho tôi nghe về bản thân bạn không? Thì bạn ấy mới trả lời là tớ là Wendy ha, một cái tên rất là hay. Tớ là Wendy. Các bạn nữ nào cũng có thể lấy cái tên Wendy này làm tên tiếng Anh cho mình. Rồi, cái chữ am này có hai nghĩa là thì hoặc là. Ở đây mình dịch là, tại vì mình đi về danh từ thì dịch là nhé. Danh từ là tên riêng nè. Đó. I'm in grade 3. Tớ thì, lúc này mình mới dịch là thì này con ạ. Rồi in là ở trong khối lớp 3. Ôi, cái chữ gì đây? Khối lớp 3 ha. Rồi. Rồi. À, các con thấy không? Cũng là một chữ am, nhưng khi mà mình nói là khi đi với danh từ thì mình dịch là tớ là. Còn chữ am này mà khi đi với lại những cái từ mà chỉ vị trí chẳng hạn, hay là tính từ gì đó, thì mình sẽ đi là mình dịch là thì. Tớ là hoặc tớ thì nhé. Tớ thì ở trong khối 3. Rồi, I live, chủ từ cộng với động từ live, có nghĩa là tớ sống ha. In là ở trong. The city là thành phố. Rồi, live, tớ sống ở trong thành phố. Rồi, con thấy không? Như vậy đây chính ba cái câu cuối này ha, mình dựa vào ba cái câu cuối này để mình lựa chọn ha. I'm Wendy. Rồi, ba bạn này đều là Wendy hết. I'm in grade 3. Grade 3 là khối 3 ha. Như vậy cái bạn khối 5 này sẽ bị loại này. Thì hai bạn này. Tiếp, I live in the city. Tớ sống ở thành phố. Như vậy cái bạn khối 3 này, hai bạn này thì một bạn ở nông thôn, một bạn ở thành phố. Như vậy bạn ở thành phố đúng nè. City là thành phố nè. Đó, cho nên mình sẽ chọn cái bạn này. Đó, con hiểu không? Đó, rồi mình nghe lại một lần nữa nha. Mình nghe lại nè. Hình số 1 nhé. Số 1 đây. Cô lựa chọn cho các con. Đó, rồi mình sẽ nghe nha. 1. Hi, I'm Peter. Hi, I'm Mai. Can you tell me about yourself? Well, I'm in grade 5. I live in the countryside. Rồi, I'm in grade 5 và countryside. Đây, cái hình này là grade 5 và countryside nha. Và cái chữ countryside đâu rồi? Countryside. Rồi. Tiếp theo đến phần số 2 nha các con. Số 2 mình sẽ nghe xem là như thế nào đây. 2. Hi, I'm Bill. Are you a new pupil? Yes, I am. Can you tell me about yourself? I'm Wendy. I'm in grade 3. I live in the city. Đó, như vậy là xong rồi, mình sẽ nộp bài xem đúng không các con ạ. À? Như vậy là đúng rồi con ạ. Well done, là làm tốt lắm. Rồi tiếp theo xong cái phần 4 rồi nha. Xong cái phần listen and tick rồi. Bây giờ mình đến phần số 5. Là cái phần gì đây? Số 5 là read, là đọc ha. And complete. Mình sẽ đọc ha và mình sẽ hoàn thành. Rồi cái câu can you tell me about yourself có nghĩa là bạn có thể nói cho mình nghe về bản thân bạn không ha. Rồi sau đó là bạn B mới trả lời sure. Sure có nghĩa là chắc chắn rồi. My name's Ba. Tên của mình là Ba ha. Cái chữ Y này cũng có nghĩa là thì hoặc là nha. Rồi I live in the gì đó. Tôi sống ở đâu đó mà lại có cây dừa với lại những cái ngôi nhà đẹp thế này. Bức tranh rất là tuyệt đẹp luôn con ạ. Cái lô nước nè, rồi cái gáo dừa nè, còn có cây dừa, cây chuối ha. Rồi một cái nhà bên này là nhà bếp này, có nồi này, bên này là cái nhà ở, có bàn ghế này. Ha, bức tranh vẽ rất là đẹp ha, có ánh sáng mặt trời. Thì bạn này sẽ sống ở miền quê đúng không, có đống rơm màu vàng bên đây nữa. Thì là countryside. Rồi mình sẽ điền vào ha. Cách viết là country. See there, ha? Countryside. I live in the countryside. Rồi
Hình này hình số 2, can you tell me about yourself? Bạn có thể nói cho tôi nghe về bản thân bạn không? Well là trà ha. I'm Minh, tớ là Minh. I'm in, tớ ở trong lớp mấy đây? Lớp 5B thì I'm in class. Nhớ chữ cờ viết hoa. Class. Class 5B. Hình này thì dễ rồi. Còn hình này, can you, bạn có thể nói cho tôi là chữ tell đúng không? Tell là T-L-L, là tell. Nhớ hai chữ L nha con. Can you tell me about yourself? Bạn có thể nói cho tôi nghe về bản thân bạn không? Rồi bạn Phong sẽ nói là sure. Có nghĩa là chắc chắn rồi ha. Ai cũng muốn giới thiệu bản thân mà đúng không? Rồi sure, chắc chắn rồi. I'm Phong, tớ là Phong. I live, tớ sống ha. In the, ở trong đâu đó mà lại có mấy cái nhà cao tầng mà thế này đấy. Thì chắc chắn đó là thành phố rồi, city. I live in the city. Đó. Town cũng được con ạ, thị trấn cũng được. Rồi. Còn các bạn này đây, bạn này. Can you tell me? Bạn có thể nói cho tôi ha. Nghe về, about là về bản thân bạn không? Đó là about yourself. Yourself, về bản thân bạn không? Chữ your là viết o trước u sau nhé. Do là của bạn, rồi self là bản thân ha, self ha. Yourself, con thấy không? Chữ self. Ôi, self mà. Đây. Yourself. Yourself. Đấy, chữ yourself bên này nè con. Đó, rồi mình học cái cách viết để mà mình nhớ luôn. Can you tell me about yourself? Rồi mình trả lời wow, chà. I'm Andy, tớ là Andy nha. I live in the gì đấy, tớ sống ở đâu mà phía sau này con nhìn thấy không? Núi không là núi này. Đó, mình ở trên núi mới xuống đó. Đó, cậu ở núi mới xuống ở đó. Thì mình nói là mountains ha, mountain đi, mountain cũng được, mountain. Nhưng mà những ngọn núi thì mình thêm s. Rồi cách viết chữ mountains này con ạ. Moun ta in. Đó, mountain và lúc nào chữ o cũng đứng trước chữ u nha. Cũng giống như chữ O đứng trước chữ U ở trong chữ Do nè, nhớ không? Hoặc là chữ O đứng trước chữ U ở trong chữ Country nè, Country, thấy không? Còn đây là Mountain. Rồi nhiều ngọn núi thì nhớ thêm S vào con ạ. Mountains hoặc là Mountains. Rồi bây giờ mình sẽ nộp bài. Submit rồi nộp bài. Rồi giỏi quá ha, là mình làm đúng rồi đó con ạ. You got it, tức là bạn đạt được nó rồi đó, bạn hiểu bài rồi đó. Là xong phần số 5 ha. Rồi bây giờ đến phần số 6, mình sẽ let's sing. Let's là chúng ta hãy hát này, giải trí một chút các con ạ. Đây, let's sing. On about me là tất cả ha, tất cả về mình ha, tất cả về mình. Rồi bây giờ cô sẽ dịch cái bài này cho các con nghe ha. Nãy giờ học cũng nhiều rồi. Rồi. On about me có nghĩa là tất cả về mình. I'm Lisa thì con biết rồi ha. Tớ là Lisa. Rồi tiếp, I'm in grade 3. Tớ thì ha, gray là viết hoa, grade 3. Rồi trên là tớ là, đây tớ thì ha, tớ thì ở trong khối 3. Tiếp, I live in the countryside. I live, live there ha. In the countryside viết là countryside. Rồi ha, tớ sống ở miền quê ha. Ở trong miền quê. Rồi. Where do you live? Where do you live này họ lớp 4 đã học rồi con ạ. Lớp 4 họ hình như là học kỳ 1 thì phải, cô nhớ. Where are you from? Where do you live? Học kỳ 2 lớp 4 thì phải. Rồi where có nghĩa là ở đâu các con ạ ha, ở đâu. Rồi, cái câu này mình dịch sẽ là bạn ha, chữ bạn trước ha, bạn. Live là sống ha. Bạn sống ở đâu? Where là ở đâu ha? Mình sẽ
tiếng Anh mình sẽ đưa cái từ để hỏi trước. Mình muốn biết ở đâu thì mình hỏi where trước. Where do you live? Bạn sống ở đâu? Rồi, đó xong một đoạn rồi. Đoạn 2 nè, đoạn 2 tương tự ha, cho nên cô sẽ copy cho nó đơn giản, cho đỡ phải đánh mỏi tay. I'm Alan, tên con trai ha. Lisa, tên cũng hay này. I'm in grade 5, tên mình là Alan, mình ở trong khối lớp 5. Và I live in the city, Kitty. Và city là thành phố ha. Where do you live? Bạn sống ở đâu? Đây, đây là bài đọc, một cái bài hát của chúng ta ha các con. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe bài hát này nha các con. Let's sing. All about me. Rồi, bài hát như vậy là xong rồi các con ạ. À, hết bài hát rồi. Ở đây á, cô chú ý một chút nha. Con sẽ nghe thấy người ta sẽ nối cái chữ A, chữ L với cái chữ A này ha các con. Và người ta sẽ nói là all about me, all about me, all about, ha, all about. Rồi, nhớ nha, chứ không mình nghe mình hỏi ủa sao họ nói gì mình nghe không ra ha. Đó, còn lại thì bài hát nó như vậy con ạ. À, rồi, cô hẹn gặp lại các con trong bài học tiếp theo nhé. Các con nhớ copy từ vựng nhé, cho nó thuộc nhé. Và học cái cách đọc có cái âm cuối nhé. Đó, và những cái từ vựng cô đã tách cái chữ ra cho các con nhớ. Ví dụ như countryside là viết là countryside hay gì đó ha. Thì mình nhớ tách chữ ra như vậy cho nó nhớ các con ạ. Mình học một lần, mãi mãi mình không bao giờ quên cái cách viết của cái chữ đấy, thì là mình đạt được nó rồi con ạ. Cái thời gian học nó không có phí. Còn mình mà cứ để quên hay là mình cứ học không chắc thôi, học sơ sơ á, là giống như thời gian này bỏ đi rồi các con ạ. Mình học là học luôn, học cho nhớ luôn ha. Rồi hẹn gặp lại các con trong bài học tiếp theo nhé.